một cái phiên giảm điểm cực kỳ khốc liệt của thị trường với hơn 100 cổ phiếu giảm sàn và một vài cổ phiếu đang bắt đầu vào một cái giai đoạn sàn nước rút. Tuy nhiên, có một cái điểm hay của cái phiên ngày hôm nay đó là ba cổ phiếu rất là nhạy với các cái biến động của thị trường là BSI, FTS và CT nó lại không giảm thậm chí là có những cái mức sắc xanh trong cái phiên ngày hôm nay vậy thì với cái vận động của thị trường ngày hôm nay nó đã tạo đấy hay chưa và ba cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay giữa cái mức sắc xanh nó có cứu được thị trường hay không thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đi phân tích anh chị ha ok thì chào mừng tất cả quý anh chị nhau tư đã quay trở lại với kênh của nguyên đạt official thì em là nguyên đạt rất vui được gặp lại quý anh chị ở trong cái video của em ngày hôm nay ngày hôm nay như thường lệ chúng ta gặp nhau trong một cái video bản tin thị trường để nhìn làm một chút của thị trường của phiên ngày hôm nay ngày hôm nay giảm kinh quá anh chị ha một cái phiên rất là khốc liệt với một số các cái thông tin về chứng khoán thế giới cũng như là nhìn qua về một số vận động các cái nhóm ngành các cái mặt cổ phiếu nhìn xem thị trường nó như thế nào và vì sao những cái mặt cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay có bếp ai FTS và CTS nó là giữ cái sắc xanh và cái mục đích của ba cổ phiếu này giữ sắc xanh liên tiếp ở trong phiên nó có ý nghĩa gì? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi phân tích anh chị ha. Rồi ok thì trước khi mà anh chị bắt đầu video thì anh chị có thể bỏ ra vài giây nhấn dây một cái nút like cũng như là một cái nút đăng ký kênh, à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh để khi mà thị trường nó có những cái biến động cho đến khi mà thị trường nó tạo đáy hoàn chỉnh thì em sẽ liên tục cập nhật và chia sẻ với những anh chị nhà tư à, các cái biến động của thị trường. À, bởi vì em đánh giá với anh chị là thị trường nó giảm nó đã giảm rồi và các cái biến động trong sắp tới nó sẽ cực kỳ quan trọng bởi vì với những anh chị nhà đầu tư cầm hàng thì không nói nhưng mà với những anh chị nhà đầu tư cầm nhiều tiền à, hoặc là cầm rất là nhiều tiền và đang chuẩn bị tiền trong những sắp tới thì các cái biến động trong sắp tới nó sẽ rất là quan trọng bởi vì với một cái biên rơi của thị trường như hiện tại thì để mà kiếm được từ 20 đến 30 phần trăm lợi nhuận sau khi mà thị trường nó tạo đấy nó sẽ rất là đơn giản như vậy đã nên là anh chị nhớ like và đăng ký kênh để các cái biến động của thị trường cái việc đào đáy của thị trường sắp tới thì em sẽ cập nhật liên tục với những chị nhà tư anh chị ha rồi ok cảm ơn chị rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh rồi thị trường ngày hôm nay như thế nào thị trường ngày hôm nay đầu tuần ngày 5 tháng 8 đóng cửa cái mức giảm gần 50 điểm và đóng cửa cái mức là 1188,07 độ rộng thị trường thì có hai 24 mã tăng và 450 mã giảm, trong đó có 91 cổ phiếu giảm sàn. Trong rổ VN30 thì có 30 mã giảm và một mã giảm sàn. Thì ngày hôm nay là một cái phiên giảm rất là mạnh của thị trường với một cái mức thanh khoản cao hơn cái mức trung bình và độ rộng thị trường thì chắc chắn là nghiêng về bên giảm rồi. Và số lượng cổ phiếu giảm sàn trong cái phiên ngày hôm nay á là chị thấy là cũng tầm khoảng là hơn 100 cổ phiếu giảm sàn ở cả bang sàn. À, tức là một cái mức độ giảm điểm rất là mạnh ngày hôm nay rồi đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái mặt vận động của thị trường ngày hôm nay thì anh chị nào xem những cái tin tức thế giới trong buổi cuối tuần thì anh chị biết rồi à, trong cuối tuần thì các cái liên thị trường thì nó đều có những cái mức giảm điểm rất là mạnh từ các chỉ số như dow jones nasdaq SB 500 hay là ở cái thị trường crypto đó là thị trường Bitcoin hoặc là anh chị theo dõi các cái thị trường của Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc là Châu Âu anh chị thì có những cái biến động rất là mạnh bởi vì lo sợ về chiến tranh à, cũng như là các cái biến động về khủng hoảng thì ngày đêm trong sắp tới. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì cập nhật với những chị khách hàng thêm một chút xíu anh chị ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì em nói với chị là chào ngày mới, à, chào tuần mới cả nhà. Tinh thần hệ thống của em thì vẫn chưa có gì thay đổi. Xuống chính của thị trường thì thị trường nó vẫn đang trong một cái đà giảm và nó chưa có dấu hiệu nào cho việc tạo đáy và thay đổi cấu trúc của thị trường. Tức là thị trường trong cái nhịp rồi, ấy, à, trong cái nhịp rồi á, nó chỉ rơi rồi nó hồi rồi rơi rồi hồi và thị trường nó vẫn chưa có những cái dấu hiệu cho việc tạo đáy hoàn chỉnh. Anh chị lưu ý với em là từ hoàn chỉnh nha. Ok. Rồi, tinh à, tính thần chung là gì? Tiếp tục ở tư thế phòng thủ và quan sát cho đến khi thị trường nó có những cái tín hiệu tạo đáy. À, tỷ trọng khuyến nghị chung là trước khi tạo đáy và sau khi mà thị trường nó có những cái phiên xác nhận thì một là anh chị có thể đứng ngoài, hai là anh chị có thể giao dịch tối đa là 20 đến 30% cổ phiếu. À, còn hai khi mà thị trường nó đã tạo đấy hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ tăng tự trọng dần cho đến phương tài khoản đó thì đó là cái tinh thần mà em có chia sẻ với những chị khách hàng ở trong buổi sáng ngày hôm nay đó thì uh, vẫn ở một tư thế phòng thủ và quan sát thị trường là chính còn những chị nào mà ngứa ngáy trong người hoặc là anh chị nào muốn mua dài hạn hay là như gì đó bởi vì có nhiều anh chị nhào tư á, à, ví dụ trong room khách hàng của em cũng có những anh chị khách hàng rất là lớn nắp cực kỳ lớn vậy mà những anh chị nào khách hàng mà nắp lớn á, thì thường thì người ta người ta thích mua dài thì ngày hôm nay có một số anh chị khách hàng hỏi em là em ơi thị trường nó về lại cái đường mười a là quanh cái vùng tầm khoảng là một hàng hai trăm thì có mua để ông dài được không em thì em nói với nhiều anh chị là với em á là không tức là cho dù anh chị à, gọi là mua dài hạn hay là mua trung hạn hay là mua ngắn hạn gì đó thì với góc nhìn của em á thì với một thị trường mà đang đang trong Cái đoạn giảm như thế này á thì nếu mà có mua thì một là có thể đứng ngoài hai là nếu mà gọi là có mua nhiều anh chị hay gọi là mua bắt đáy á thì em không có khuyến khích đó, nhưng mà nếu anh chị nào có tham gia thì có thể tham gia tầm khoảng 10 đến 20% tài khoản rồi đến khi mà thị trường nó có cái quá trình tạo đấy hoàn chỉnh anh chị ha thì có thể đánh tổng lực gọi là full và full ví dụ như trong cái nhịp này, này nếu anh chị nào ở trong lúc tức là nếu mà anh chị nào có theo dõi lúc này lúc đó thì khi mà thị trường nó có những cái vùng biến động quanh cây này thì khi lúc đó thị trường nó cũng thủng cái đường ma 200 là cái đường gọi là ma dài hạn của thị trường thì có rất nhiều anh chị nhau tôi hỏi em là có nên mua dài hạn không em hay là có nên mua sớm không em em nói với chị á là ví dụ anh chị có mua cây này á thì mua tầm khoảng 10 đến 20 phần trăm tài khoản rồi đến lúc mà thị trường nó tạo đấy á thì anh chị có thể đánh full lại full margin lại thì tổng cái giá vốn lại của anh chị á là nó vẫn là gì nó vẫn là vừa đó thì đó là với những chị nhà đầu tư mà chấp nhận mua sớm hoặc là với những chị nhà đầu tư rồi mua gì dài hạn gì đó đó, thì em tư vấn với anh chị như vậy còn em với một tinh thần của em là anh chị có thể đứng ngoài hoàn toàn cho đến khi mà thị trường nó tạo đáy đó thì đó là cái tinh thần mà em đã chia sẻ với anh chị trong cái nhiều rồi còn với những anh chị nào mua sớm mua bắt đáy hay mua gì đó thì anh chị có thể giao dịch tầm khoảng 10 đến 20 phần trăm tài khoản ok rồi right, đó thì một chút đánh giá với anh chị như vậy ha rồi thị trường ngày hôm nay nó vận động như thế nào thì trong buổi sáng thì nó có một cái nhịp giảm khá là mạnh đó và nó có một cái gấp đau trong phiên thì thị trường nó có những cái mức phục hồi khá là yếu ớt và buổi chiều thì thị trường nó có những cái mức giảm mạnh hơn là khi mà thị trường nó tầm khoảng là đầu giờ chiều đến tầm khoảng cuối phiên là thị trường nó có những cái mức giảm rất là mạnh. thì ngày hôm nay nhìn chung là ở các cái nhóm ngành á là thị trường nó nó vẫn có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó giảm và rất nhiều những cái mặt cổ phiếu ngày hôm nay nó tiếp tục thủng đáy. ví dụ ngày hôm nay một vài những cái mặt cổ phiếu như là dig này đó hoặc là những cái mặt cổ phiếu như đất xanh này hoặc là các cái mặt cổ phiếu như hdc á thôi em lấy dòng à dòng bất động sản thôi để nói cho anh chị hình dung á ngày hôm nay vẫn có một vài những cái mặt cổ phiếu nó thủng đáy mà khi mà trên thị trường nó vẫn có nhiều cổ phiếu nó thủng đáy á thì anh chị biết chắc một điều là gì là thị trường này nó vẫn chưa có đáy đâu em gọi là những cái tín hiệu sớm luôn nha anh chị ha thì cho dù thị trường nó biến động như thế nào mà thị trường trên thị trường nó vẫn có những cái mặt cổ phiếu thủng đáy thì anh chị biết chắc là gì là thị trường này nó vẫn chưa có đáy ok anh chị ha đó nên anh chị lưu là thị trường hiện tại xuống chính của thị trường thì nó vẫn đang trong một cái phải giảm hôm bữa thì em có đánh giá với anh chị trong tuần này á mình chỉ cần theo dõi một số yếu tố thứ nhất là gì quan trọng nhất là có cổ phiếu nào thủng đáy hay không thì anh chị thấy ngày hôm nay hdc đáy này rồi ngày hôm nay một vài những cái mặt cổ phiếu như dg thủng đáy này thì thôi anh chị theo dõi những cái con này là thôi được rồi khỏi theo dõi những cái mặt cổ phiếu gì khác hoặc là một vài những cái mặt cổ phiếu chứng khoán ví dụ HCM ngày hôm nay tiếp tục vùng đáy này à, hoặc là một vài những cái mặt cổ phiếu nhóm mà nhóm thép ngày hôm nay tiếp tục giảm à, Nam Kim Hoa Sen ngày hôm nay tiếp tục giảm đó nhìn chung là ngày hôm nay rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó tiếp tục thủng những cái vùng đáy của các cái mặt cổ phiếu trong cái nhịp rồi đó nên là về xu hướng chính của thị trường á, thì em đánh giá với chị nhanh như vậy thôi là thị trường nó vẫn đang trong một cái xuống giảm tức là thị trường nó vẫn đang trong xuống giảm từ phía trên này cho đến à, cho đến bây giờ đó thị trường nó vẫn đang trong một cái đà giảm thôi và ngày hôm nay thì anh chị thấy là một vài những cái mặt cổ phiếu nó đang bắt đầu nó mở một cái biên rơi rất là mạnh ví dụ như một vài những cái mặt cổ phiếu như BDR này à, ví dụ như BDR thì nó bắt đầu nó mở biên à, tức là sau những cái vùng đi ngang và nó bắt đầu nó mở biên rơi rất là mạnh hoặc là một vài những cái mặt cổ phiếu nhóm mà SMC này à, hoặc là các cái mặt cổ phiếu như thành VGI này à, hoặc là các cái mặt cổ phiếu như thằng một vài những cái mặt cổ phiếu nhóm nhóm thép Nam Kim à, hoặc là Hoa Sen thì anh chị thấy là cái biên rơi và cái đà rơi của các cái mặt cổ phiếu hiện tại là nó đang gọi là đang dốc dần gọi là nó cái đà rơi của, của cái cổ phiếu nó đang nó càng rơi mạnh thì anh chị lưu là trong cái quá trình mà các cái mã cổ phiếu nó rơi và trong cái quá trình mà thị trường nó mới rơi nó sẽ rơi đi ngang rơi nó đi ngang nhưng mà ở cái giai đoạn cuối của một cổ phiếu cái độ dốc của cái mã cổ phiếu nó sẽ rơi rất là nhanh thì em hay gọi cái đà rơi này gọi là cái đà rơi sàn nước rút sàn nước rút có nghĩa là gì anh chị có biết là một cổ phiếu nó chạy nước rút không nó nói, nói như vậy để anh chị hiểu đơn giản này em ví dụ một cái cổ phiếu như liên việt đi ha một cổ phiếu khi mà nó chạy nước rút thì nó sẽ đi lên đi ngang đi lên đi ngang đi lên đi ngang nhưng đoạn cuối nó sẽ dừng đứt anh chị vô không thì cái đoạn mà cổ phiếu nó chạy nó rút là cuối ở một cái đà tăng đúng vậy và cái mà cổ phiếu nó giảm cũng tương tự ví dụ như cái mà cổ phiếu nó giảm à, ví dụ nó rơi nó đi ngang nó rơi nó đi ngang nhưng mà đến một đoạn đó nó bắt đầu nó nó rơi mà nó gì nó thẳng đứng xuống thì đó có thể là một cái giai đoạn gần cuối của một cái đà giảm thì ngày hôm nay thì em thấy là có rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó bắt đầu nó mở biên rơi và cái độ dốc của nó đã nó đã lớn hơn rất là nhiều ví dụ như hoa sen hoặc là ví dụ như nam kim này ở nam kim thì bắt đầu chị thấy nó mở đầu dốc không ví dụ nó rơi này nó rơi nó đi ngang này nó rơi đi ngang nhưng mà chị thấy nó giảm tùng 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 nó giảm liên tiếp này đó thì ngày hôm nay rất nhiều những cái mã cổ phiếu trên thị trường nó đã bắt đầu nó nó rơi vào một cái nhịp gì gọi là một cái nhịp giảm mạnh và một cái nhịp sàn đúng lúc ví dụ như thằng VGC đi nó rơi nó đi ngang nó rơi đi ngang rơi đi ngang đi ngang nhưng mà cái đoạn mà gần cuối và cái đoạn mà rơi cuối cùng á thì nó sẽ có một cái nhịp rơi rất là mạnh đã nên là về nhìn về cái tín hiệu về tiêu cực á thì em đánh giá với anh chị em nói về những cái điều xấu trước đi ha đầu tiên á là thị trường hiện tại nó vẫn chưa có đáy nó thẳng thắn với anh chị là gì là hiện tại là thị trường nó vẫn chưa có đáy và trong xuyên suốt trong cái nhiều rồi em vẫn luôn nói với anh chị là gì là thị trường nó vẫn chưa cho em một cái tín hiệu nào để thị trường nó có những cái vùng đáy hoàn chỉnh anh chị nghe giúp em là từ hoàn chỉnh bởi vì khi mà lên video á em không có khuyến nghị cho những cái chị nhậu tư về cái mặt về nhanh nhạy anh chị hãy nhớ không mà anh chỉ khuyến nghị với anh chị là gì là cái đáy hoàn chỉnh tức là khi nào thị trường nó sẽ có những cái vùng đáy hoàn chỉnh để cho những anh chị nào xem video của em hay là ở trong tất cả các cái mức độ chấp nhận rủi ro của anh chị ví dụ anh chị chấp nhận rủi ro như thế nào nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm hay là nhà đầu tư ít kinh nghiệm thì em sẽ tìm cho anh chị là một cái đáy hoàn chỉnh thì trong cái nhiều rồi thì em vẫn nói với anh chị là thị trường nó chưa có những cái dấu hiệu nào để thị trường nó có một cái đấy hoàn chỉnh và đến ngày hôm nay thì thị trường nó vẫn chưa có đó nên là với những chị nào tư mà hiện tại đang muốn mua cổ phiếu hoặc là đang muốn ôn in ví dụ anh chị mua năm mươi tài khoản hoặc là 15% phần trăm tài khoản thì cái đó thì mong nói nhưng mà để ôn in để anh chị đồ mua full margin mua full tài khoản cũng như là với mức cả các cái mức độ chấp nhận rủi ro bởi vì chủ là kênh em là một cái kênh lớn nên là khi mà em chia sẻ với anh chị em phải làm sao để có thể là ai ví dụ ai nghe thì cũng người ta cũng mua hay là bán được đó thì em vẫn khuyến nghị với anh chị là gì là trong cái nhiều rồi và đến cái phiên ngày hôm nay á, là thị trường nó vẫn chưa có một cái vùng đáy hoàn chỉnh Đó nên là với những chị nhà tư muốn ôn in muốn tắt tay à, hay là với những chị nhà tôi là muốn xuống sát với thị trường thì với góc nhìn của em là chưa đó đó là cái điểm tiêu cực đầu tiên là thị trường nó vẫn chưa có cái đáy hoàn chỉnh rồi cái điểm tiêu cực thứ hai đặc biệt là với những chị nhà tư mà đang cầm nhiều hàng À, em nói luôn chị ha đặc biệt là với những chị nhà đầu tư mà đang cầm nhiều hàng thì em nói với chị là trong dọn sắp tới nha anh chị phải có một cái tâm lý thép phải có một cái tâm lý cực kỳ vững giúp em là anh chị có thể bị thị trường nó loại bỏ nếu thị trường nó rơi ở cái nhịp cuối cùng tức là sao tức là khi mà thị trường nó mới rơi á anh chị vẫn có thể cầm cổ phiếu được ví dụ nó rơi nó đi ngang nó rơi đi ngang nó rơi đi ngang nhưng mà ở một cái trong giai đoạn cuối cổ phiếu nó sẽ sàn rất là nhanh nó sáng rất là nhanh thì lúc đó anh chị nhiều lúc anh chị có thể bán hoàn toàn là ngay đấy hoặc là anh chị có thể là bị khủng hoảng về cái mặt tâm lý rồi em nói với anh chị lúc à, gọi là lúc trước khi mà em ôm các cái mặt cổ phiếu từ trên đỉnh xuống anh chị em nói với anh chị là em bị khùng luôn chị bị khùng luôn và bị điên luôn đêm ngủ không được và em nói với anh chị là trong cái giai đoạn tầm khoảng năm hai á em nói với anh chị là anh chị nào ôm các cái mặt cổ phiếu từ trên này cho đến quan trọng này này làm nói với anh chị là anh chị nói giống như là người mất hồn hoặc là trong cái quá trình mà thị trường nó rơi thì nó rơi nó đi ngang nó rơi đi ngang nhưng mà giai đoạn mà cái mặt của phía nó giảm mạnh á thì nó sẽ giảm rất là kinh nên là cái điểm tiêu cực thứ hai là nói với anh chị là gì là với những anh chị nhà tư mà có cầm hàng á là anh chị phải chuẩn bị tâm lý cho mình đó em nói chung là anh chị có bán hay không thì em không biết nhưng mà em nói với anh chị luôn là sắp tới phải chuẩn bị một cái tâm lý phải cực kỳ thép cho em bởi vì thị trường á nó sẽ khi mà ở trong giai đoạn cuối thì thị trường nó sẽ rơi rất là nhanh và nó có thể nhiều lúc anh chị ví dụ ở trên chị chịu chịu nổi đúng không nhưng mà vào cái giai đoạn cuối cùng á là anh chị chịu hết nổi đó thì nó sẽ rất là gây cái tâm lý khủng hoảng cho những chị nhà đầu tư rồi đó là hai cái điểm tiêu cực thứ nhất là gì là thị trường nó chưa có đấy hoàn chỉnh tức là cái thời gian mình kiếm tiền á là nó vẫn chưa có thứ hai là với những chị nhà đầu tư mà cầm hàng cầm nhiều hàng đó, gọi là cầm hàng ví dụ cầm 50 phần trăm tài khoản thì cái đó thì em không biết nhưng mà gọi là cầm nhiều hàng ví dụ cầm khoảng 70 phần trăm cổ phiếu hay là full margin thì em nói với anh chị là anh chị phải chuẩn bị cái tinh thần sẵn nha anh à, chứ sắp tới mà thị trường nó ép một phát rồi là em nói với anh chị là là ăn gỗ nguyên đó thì đó là hai cái điểm tiêu cực rồi tiếp theo thì em sẽ nói với một cái điểm tích cực ha nó nó muốn nói một cái điểm tích cực là khi mà thị trường nó đã bước vào một cái đà rơi cuối thì sao thì nó đã gọi là cuối thì sao thì nó rơi xong là nó sẽ có những cái quá trình tạo đáy bởi vì em đánh giá là với thị trường hiện tại nha em thấy rất nhiều những cái mặt cổ phiếu của anh chị là cái biên rơi của nó đang tức là cái 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 cái, đà rơi của nó đang dốc dần rồi ví dụ như mới ban đầu á là nó sẽ rơi từ từ tức là mới ban đầu ví dụ những cái mặt cổ phiếu gì những cái mặt cổ phiếu như thằng à, C đây đó tức là mới ban đầu á là nó sẽ rơi nó đi ngang này rồi nó rơi đi ngang đi ngang nhưng mà chỉ nó rơi nó tột này tột ha nó rơi cả ầm xuống hoặc là những cái mặt cổ phiếu gì những cái mặt cổ phiếu thằng à, kim này à, mới bắt đầu nó rơi nó đi ngang rơi đi ngang rơi đi ngang nhưng mà gì đùng này ở à, đâu tức là khi cái cái đà giảm của cái mặt cổ phiếu nó nhanh à? thì lúc đó nó có thể là ở các cái mặt cổ phiếu nó đang bước vào một cái nhịp sàn nước rút mà những cái mặt cổ phiếu nó đã sàn nước rút rồi á thì sao thì cái quá trình tạo đáy của của thị trường á, nó sẽ nhanh hơn tức là á, là mày mày giảm một lần rồi mày tạo đáy còn hơn là cưa chân bàn cưa chân bàn nó cưa từ đó thì em đánh giá là cái điểm cộng là gì là khi mà những cái mặt cổ phiếu nó bước vào một cái nhịp sàn nước rút á thì sao thì cái quá trình tạo đáy của thị trường á thì nó có thể nhanh hơn so với cái việc mà thị trường nó cứ cưa chân bạc em ví dụ nha ví dụ như là khi mà một cái mã cổ phiếu anh chị nó sàn á thì anh chị muốn thị trường nó tăng hay là thị trường nó giảm anh chị phải muốn thị trường nó giảm chứ bởi vì sao bởi vì ví dụ như cái cây này mà cổ thằng nam kim này mà nó sàn đi mà thị trường nó tăng á, thì sao thì sau đó khi mà thị trường nó giảm bù á nó giảm lại á thì sao thì cái mã cổ phiếu anh chị nó sẽ sàn tiếp nên là cái việc mà nhiều những cái mã cổ phiếu trên thị trường nó mở biên rơi và nó bước vào một cái giai đoạn sàn nó á thì em đánh giá là nó sẽ tốt cho thị trường tốt ở đây là gì tốt đây là cái tính gọi là cái tính quá sao và cái tính rũ bỏ và là cái tính ép bán và cái nhịp cuối cùng á của thị trường nó sẽ nhanh hơn ở à, chứ để mà thị trường nó cứ cưa từ từ cưa từ thì mình đó là sẽ rất là khó chịu ok đó thì đó là cái điểm mà tất cả nói với anh chị như vậy rồi ok đó là cái điểm đầu tiên nên làm nó với anh chị là anh chị chuẩn bị sẵn tinh thần còn về cái hành động á hành động thì em vẫn khuyến nghị với anh chị chung là anh chị có thể đứng ngoài đó, à, anh chị nào không giỏi thì em đánh giá là anh chị nên đứng ngoài hoặc là với những chị nhà tư một á là thấy ngứa ấy trong người bởi vì em nói với nhiều anh chị nha là trong cái quá trình mà thị trường nó giảm á, là chỉ có cái cách là gọi là em gọi là gì gọi là em kề dao lên cổ anh chị nói hơi nó nói nó hơi mạnh xíu anh chị ha chỉ có cách em kề dao lên cổ anh chị nói anh chị ơi đừng có mua cổ phiếu là anh chị mới không mua thôi còn ví dụ trong cái quá trình mà thị trường nó rơi á, là bởi vì cái tâm lý mỗi người là nó sẽ khác nhau ví dụ nhiều anh chị hỏi em ơi chị thích mua cái con này quá hay là chị, chị thấy ngứa ấy trong người quá chị có mua được không em thì em nói anh chị ví dụ thấy ngứa ngáy người quá cứ mua cứ năm mươi phần trăm tài khoản năm mua cho biết sợ em hay gọi em hay dùng vui á là khi mà đứng ngoài á, là thấy thị trường nó ngon nhưng mà khi mua vô là sĩ biết sợ Đã, nên là ví dụ nhiều lúc anh chị mua vô anh chị biết sợ là anh chị không mua nữa đó nên là nhiều lúc cái tâm lý mọi người khác nhau là như vậy rồi cái thứ hai là với những chị nhà tư một vài những chị nhà tư khách hàng hỏi là mua dài hạn là mua gom gì đó bởi vì ngày hôm nay có một số những chị khách hàng của em nắp rất là lớn thì hỏi em ơi anh đang nắm nhiều tiền thì có vào mua được không em thì với góc nhìn của em sẽ tư vấn như thế này là với em thì em thứ nhất là em không đánh dài hạn cái thứ hai là với những chị nào có mua Ví dụ có mua hay là gì đó thì em đánh giá với anh chị là mua chỉ tầm khoảng quanh 20% tài khoản đổ lại thôi. Rồi khi mà thị trường nó có đấy á, là anh chị sẽ vào anh chị mua lại. Thì cái giá vốn của anh chị là nó sẽ quanh quanh ở giữa thôi. Em ví dụ như là quanh những cây này là có như những anh chị bắt quanh cái đường mà 200 này. Anh chị có nhớ quanh những cái cây này á, là có nhiều người bắt cái đường mà 200 không? Thì sẽ người ta sẽ mua một điểm ở chỗ này. Rồi khi mà thị trường đi lên á, người ta sẽ mua một điểm như này thì cái giá vốn là quanh quanh cái vùng này. Thì khi mà thị trường đi lên á, nó sẽ tạo ra một cái điểm gọi là một cái giá vốn đủ tốt cho những anh chị nhà tư. Tức là cái quan trọng nhất là cái quá trình đi vốn của anh chị thì đó là em tư vấn thêm về cái mặt tỷ trọng thôi chứ em không có khuyên anh chị nha ok đó thì đó là cái góc nhìn của em sau cái phiên ngày hôm nay là thị trường thứ nhất là nó nó vẫn đang trong một cái xuống giảm cái thứ hai á, là thị trường nó chưa có dấu hiệu nào để thị trường nó có một cái vùng đáy cái thứ ba là cái điểm tiêu cực là gì là sắp tới là gì là thị trường nó vẫn chưa có đáy thì nó vẫn chưa có kiếm tiền được nha thứ hai là nhiều anh chị nhà đầu tư mà cầm nhiều hàng á, sắp tới sẽ chịu những áp lực tâm lý cực kỳ lớn nên là với những anh chị nhà đầu tư mà cầm nhiều hàng hoặc là full tài khoản full margin thì lưu ý cái điểm đó giúp em là với một thị trường mà nó ở trên á, anh chị chịu được nha nghĩa là thị trường nó mới rơi anh chị sẽ chịu được nhưng mà thị trường cái đoạn rơi cuối á, em nói với anh chị là mất ăn mất ngủ và đến một lúc nào đó cái tâm lý mà nó bị dồn đến cái mức mà cùng cực anh chị là bán ngay cái đấy đó à, là chị chuẩn bị sẵn tinh thần giúp em rồi cái thứ hai là cái điểm tích cực là gì là thị trường hiện tại nó đang rơi một cái nhịp rất là mạnh và nhiều những cái mặt cổ phiếu nó đã mở biên rơi rồi và nó rơi sàn 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 thì đó là một cái giai đoạn, đoạn sàn nước rút đã dần sàn rút thì các cái mặt cổ phiếu nó sẽ sàn rất là nhanh thì khi mà những cái mặt cổ phiếu nó sàn nhanh thì cái quá trình mà thị trường nó tìm đến cái vùng đáy á, nó sẽ nhanh hơn là cái việc mà thị trường nó cua chân bà. ok rồi đó là cái điểm đầu tiên là thị trường nó có đấy hay chưa và cái hành động của thị trường như sắp tới là như thế nào rồi cái thứ hai thì em sẽ chia sẻ với anh chị một chút là những cái mặt cổ phiếu như bết ai FCS hay là CTS ngày hôm nay đóng cái vai trò gì? Tức là buổi sáng ngày hôm nay là anh chị thấy một vài những cái mã cổ phiếu dòng chứng á ví dụ BSI này, FTS là nó trong phiên nó xanh rất là mạnh, hoặc là những cái mã cổ phiếu như CTS anh chị là ngày hôm nay nó không có giảm nhiều. Tức là một vài những cái mã cổ phiếu nó vẫn giảm, những một vài những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó vẫn giảm không? Nhưng mà em nói với anh chị trong một thị trường bình thường nha. Khi mà thị trường nó giảm mà tầm khoảng 50 điểm mà 100 cổ phiếu giảm sàn như này làm nó với chị dòng chứng nó sàn hết. Nó sàn hàng loạt anh chị nào đã trải qua nhiều sóng anh chị biết một khi mà thị trường nó đã mở biên rơi anh chị là dòng chứng không có một cái con nào xanh đâu nhưng mà chị thấy không ngày hôm nay đặc biệt là những cái mặt cổ phiếu chứng khoán nhỏ chứng khoán nhỏ là một cái nhóm khi thị trường nó biến động là nó sẵn trước tiên nhưng mà chị thấy ngày hôm nay xuyên suốt bsi fcs và ct nó giữ cái mức sắc xanh thì nhiều anh chị nhà tư hỏi em là gì là cái việc mà những cái mặt cổ phiếu như bsi fcs ct nó giữ tức là nó nó sắc xanh nó để làm gì thì với góc nhìn của em nha ngày hôm nay những cái mà cổ phiếu dòng chứng khoán nó giữ sắc xanh á chủ yếu để nó tạo tâm lý và nó giữ tâm lý cho nhà đầu tư là chính giữ tâm lý có nghĩa là gì em ví dụ anh chị có nhớ cái cây này của những cái mặt cổ phiếu như đất xanh mà nó kéo tím không cây này thì cái bản chất ngày hôm nay một vài những cái mặt cổ phiếu dòng chứng đó, nó giống như cây này của thằng đất xanh nghĩa là gì nghĩa là cái thị trường á là nó muốn cưa chân bàn tiếp nghĩa là sao tức là trong cái quá trình mà thị trường nó mới rơi á nó sẽ giữ dòng uh, 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 nó sẽ giữ dòng bất động sản và dòng mà em nào nó sẽ giữ dòng chứng khoán về dòng banh tức là ở trên này em nói với anh chị gì hiểu nha khi mà thị trường mà nó mới rơi á nó sẽ giữ dòng chứng và dòng banh nó sẽ dòng bóng sản rồi thị trường nó rơi nhịp nữa nó giữ dòng bóng sản dòng banh nó sẽ dòng thép đúng không rồi thị trường nó rơi đến giai đoạn hiện tại nó sẽ giữ những cái mặt cổ phiếu dòng thép em nhầm nó sẽ giữ những cái mặt cổ phiếu dòng chứng những cái mặt cổ phiếu như CTS, FZ trong phiên để nó sẽ những cái mặt cổ phiếu dòng banh anh à, thấy dòng banh ngày hôm nay nó sẽ không đó rồi nó sẽ những cái mặt cổ phiếu dòng gì à, dòng ví dụ những cái mặt cổ phiếu dòng thép ngày hôm nay giảm tiếp này. hoặc là những cái mặt cổ phiếu bón sẵn ngày hôm nay giảm tiếp nghĩa là trong cái quá trình mà thị trường nó rơi á nó sẽ có một những cái giai đoạn mà thị trường cái mục đích của nó là gì là nó cưa chân bàn tức là nó cưa chân bàn những chị nhà tư và nó sẽ giữ một vài những cái mặt cổ phiếu nó có cái mức sắc xanh để gì để nó tạo tâm lý nghĩa là thị trường nó vẫn còn ổn thị trường nó vẫn còn tốt thì nó sẽ cưa những cái mặt cổ phiếu dòng khác đó thì em đánh giá với anh chị là với mà cái việc mà những cái mảng cổ phiếu ngày hôm nay ví dụ BSI hoặc là CTS hoặc là FCS mà nó giữ cái sắc xanh đó nhưng cái việc mà cái mảng cổ phiếu nó giữ sắc xanh đó trong khi những cái mảng cổ phiếu khác nó thủng đáy ví dụ ngân hàng thủng đáy, ACB, MB thủng đáy à, hoặc là những cái mảng cổ phiếu như thép tiếp tục thủng đáy, băng sản tiếp tục thủng đáy thì cái mục đích chính của những cái mảng cổ phiếu chứng khoán ngày hôm nay FCS hoặc là BSI đó, cái mục đích chính của nó là gì là giữ tâm lý giữ tâm lý dòng này để xả những cái mảng cổ phiếu dòng khác là chính chứ nó không có mang tín hiệu gì là cánh én báo hiệu hoặc là tín hiệu sớm anh chị không biết nhiều, nhiều chị hỏi là ngày hôm nay những cái mặt cổ phiếu dòng chứng mà nó nó kéo mạnh á nó kéo mạnh nhưng mà em nhầm nó kéo mạnh nhưng mà những cái mặt cổ phiếu khác nó không có thủng đáy á thì mới ok em ví dụ ngày hôm nay bóng sản mà không thủng đáy thép không thủng đáy hoặc là ngân hàng nó không thủng đáy thì mới ok còn ví dụ cái mặt cổ phiếu này có xanh cỏ nào đúng vậy mà tự nhiên các cái mặt cổ phiếu trên thị trường nó vẫn thủng đáy tá lãng như này À, ví dụ BVD thủng đáy này hoặc là ví dụ bất động sản HDC thủng đáy này DG thủng đáy này thì nó thủng tá lại như này á thì gì thì những cái mặt cổ phiếu xanh nó không có ý nghĩa à tức là những cái mặt cổ phiếu nó xanh nó không có ý nghĩa đó là lý do vì sao hôm bữa có nhiều chị hỏi em những cái mặt cổ phiếu như VGS và cái này à hoặc là những cái mặt cổ phiếu như thằng gì TNG và cái này á thì nhiều chị hỏi em phân tích những cái mặt cổ phiếu mà nó giữ giá tốt khi thị trường nó em à, nó giữ nó giữ giá tốt và đi lên trước khi mà thị trường nó chưa tạo đáy đi ra thì khi mà chị nhìn những cái con cổ phiếu nào á này á thì anh chị làm ơn giúp em nhìn những cái con giảm chứ đừng nhìn những cái con xanh hình thì nếu mà mà những cái con mà này đi lên á mà khi mà thị trường các cái mà cổ phiếu nó không tụng đáy á thì ok nhưng mà ví dụ thị trường nó có xanh cỡ nào hoặc là các cái mà cổ phiếu nó có tăng cỡ nào á mà trên thị trường nó vẫn có những cái cổ phiếu thủng đáy là đi bụi tức là nó không có ý nghĩa đó thì cái gọi là cái 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 góc nhìn về những cái mặt cổ phiếu thủng đáy thì em đã chia sẻ với anh chị rất là nhiều trong cái nhiều vlog rồi đó thì ngày hôm nay thì rất nhiều những cái mặt cổ phiếu trên thị trường nó thủng đáy thì cái mục đích chính của những cái mặt cổ phiếu dòng chứng khoán mà nó xanh trong phiên á thì em đã giáo với anh chị chủ đích là gì để nó xả những cái mặt cổ phiếu dòng khác thôi còn ví dụ như dòng chứng sau khi mà nó giữ rồi nó có gậy lại thêm á thì chúng ta sẽ đánh giá sau nhiều anh chị hỏi em ơi ví dụ như sau những cái dịp này những cái mặt cổ phiếu như FZ nó có gãy lại nữa không em nó có giảm thêm hay không thì em không biết em ví dụ nha thằng Đắc xanh đi à, nó hồi này thì nó vẫn có thể gãy lại bình thường nên ví dụ như thị trường nó còn rơi tiếp nó còn cưa tiếp thì sao thì những cái mà cổ phiếu dòng chứng khoán thì nó hoàn toàn có thể nó nó hồi lên rồi nó gãy lại tiếp thì nó hoàn toàn có thể bình thường tức là nó lung phiên cưa tức là ví dụ dòng này giữ dòng khác cưa rồi dòng này giữ cưa dòng khác dòng kia giữ giữ cưa dòng khác thì trong cái quá trình mà thị trường nó giảm á, là nó giảm nó sẽ theo kiểu như vậy thì đó là một cái cách giảm nói gọi là nói nói mạnh anh chị ha thì đó là một cái cách giảm nó rất là mất dạy của thị trường tức là tha là thảm tha là may giảm luôn rồi gì có đấy đánh luôn nhưng mà thị trường nó giảm như này á thì nó sẽ hơi khó chịu với những gì nhà đầu tư anh chị nhà đầu tư cầm tiền á anh chị cũng thấy mệt mà anh chị nhà đầu tư cầm hàng á anh chị cũng thấy mệt tức là ai cũng thấy mệt hết đó nên là trong cái quá trình mà thị trường nó giảm nó rất là mệt người như vậy ok đó thì đó là cái góc nhìn của em trong cái việc ngày hôm nay đó nên là nhìn chung á ở nên là nhìn chung thì anh chị cứ thông dông đi cứ chờ thị trường nó có đấy thì vào thì ngày hôm nay thì có nói với nhiều chị khách hàng của một của em một cái điểm là thị trường ngày hôm nay tiếp tục một xuống giảm điểm xu hướng vẫn chưa có gì mới À, vẫn ở phòng thủ là cái thế chủ đạo đợi cái quá trình tạo đấy của thị trường còn nếu anh chị nhà tư mà muốn bắt được cái điểm đảo chiều cuối cùng của thị trường á tức là trong cái cuối tuần vừa rồi thì em có chia sẻ với những chị khách hàng của em là cái cách làm sao có thể bắt được cái điểm đảo chiều cuối cùng tức là làm sao có thể bắt được cái điểm này à, làm sao có thể mua được cái cây này à, hoặc là làm sao có thể mua được cái cây này đó, hoặc là làm sao có thể mua được cái cây này á thì trong cuối tuần vừa rồi thì em có một cái buổi training chia sẻ cho những chị khách hàng của em ở trong rừng đó thì ngày hôm nay thì em nói rằng nếu những chị nào tư muốn bắt điểm đạo, đa, điểm đau cuối cùng á thì phải đợi cho em ba cái điều kiện đó phải có ba điều kiện đó thì chị mới bắt đó thì cái này thì em chỉ chia sẻ ở trong rừng khách hàng thôi đó thì dành cho những chị nhà đầu tư mà chấp nhận rủi ro còn với mà trên kênh của em á, thì em không có chia sẻ với anh chị được là bởi vì trên kênh của em á, là có mất rất nhiều những chị nhà đầu tư thứ nhất là cái rất nhiều những chị nhà đầu tư gọi là gì cái mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau cái thứ hai là cái khả năng xử lý của anh chị á, thì nó không có được đồng đều và cái thứ ba là khi mà thị trường nó có biến động á, thì anh chị không có xử lý được nên là em không có chia sẻ với anh chị ra này còn nếu mà anh chị muốn bắt cái điểm đảo chiều cuối cùng sắp tới mà thị trường ví dụ như nó có thể bắt cái điểm mà các cái mặt cổ phiếu nó có thể lên chữ v luôn thì có thể tham gia trong khách hàng của em để xem là cái buổi này à, cái buổi cuối tuần em có chia sẻ với anh chị là cái điểm bắt điểm để chiều cuối cùng à, thì sắp tới nếu anh chị nào có muốn bắt những cái cây như này hoặc là những cây như này à, hoặc là những cái điểm như này á thì có thể là sắp tới tham khảo đó, còn trên video anh chị ha, em nói với anh chị một lần nữa là trên video thì em nói với anh chị là em chỉ đánh giá với anh chị là về cái đáy hoàn chỉnh nha. đấy đáy hoàn chỉnh là gì? Đáy hoàn chỉnh là một cái đáy mà ở đó là 100 người, là 99 người vô mua là có ăn. Thì em mới chia sẻ với anh chị nha. Đó, còn về những cái vùng đáy sớm hay là mua sớm hay là mua dài hạn hay là mua gom gì đó thì phụ thuộc vào cái góc nhìn của mọi người và em sẽ không có chia sẻ trên này khi mà anh chị lên trên này và từ đây cho đến khi mà thị trường nó có đáy á em sẽ nói với anh chị là thị trường nó có đáy hoàn chỉnh hay chưa thì em sẽ cập nhật liên tục với anh chị ví dụ như khi mà thị trường nó có những cái ví dụ khi mà thị trường nó có những cái mức giảm thì em nói anh chị là thị trường nó có phục hồi hoặc là nó có bull trap hoặc là nó có hồi đó nhưng cái quan trọng nhất khi mà anh chị xem video của em cho đến khi thị trường nó có đáy là gì là anh chị nghe thằng đạt nói là thị trường nó có đáy hoàn chỉnh hay chưa nếu thị trường nếu mà thị trường nó có đáy hoàn chỉnh là anh chị có thể anh chị vào mua còn ví dụ nếu mà không có vậy là gì 10 20 phần tài khoản gì đó anh chị giao dịch còn không thì cứ đứng ngoài nha vậy còn ngày hôm nay thì em sẽ không có phân tích gì quá nhiều bởi vì bây giờ là thị trường nó giảm thì mình chỉ phân tích thị trường thôi không phân tích cổ phiếu đúng vậy đó ngày hôm nay ngắn gọn nói với chị như vậy thôi thì thị trường nó vẫn chưa có gì mới thứ nhất là thị trường nó vẫn giảm điểm nhiều cổ phiếu giảm sàn thứ hai nhiều cổ phiếu vẫn còn thủng đáy là như vậy là xong á bởi vì sao bởi vì thị trường thủng còn cổ phiếu thủng đáy thì sao nó lên <laughs> đúng vậy hả? còn cổ phiếu thủng đáy là không bao giờ lên được đã nên là thị trường nó vẫn chưa có đáy chưa có tín hiệu sớm chưa có một cái vùng đáy hoàn chỉnh đó, nên là anh chị lưu ý là anh chị nào có giao dịch trong cái vùng này cho dù anh chị mua sớm hay là mua dài hạn đây thì em nói với anh chị một lần nữa này đây, tinh thần này trước khi tạo đáy và có xác nhận một là đứng ngoài hai là tối đa là 23 cổ phiếu đó, anh chị ha còn nếu mà sau tạo đáy thì tăng dần tỷ trọng đến phương tài khoản đó thì đó là cái chia sẻ của em giai đoạn hiện tại đó, còn ví dụ anh chị mua như thế nào thì đó là góc nhìn của anh chị còn em thì chị chỉ chia sẻ với cái khuyết nghị chung thôi với khuyến nghị chung thì như nào thì em sẽ chia sẻ với anh chị sau ok đó khi nào thị trường nó ổn thì em sẽ cập nhật với anh chị còn với những chị nào tư muốn học một cái kiến thức nâng cao cái này thì em sẽ em có làm một cái buổi training vào cuối tuần á đây này đó, là cái điểm đảo chiều cuối cùng đó, anh chị phải đợi ba cái điều kiện này thì anh chị mới bắt được cái điểm đảo chiều cuối cùng điểm đảo chiều cuối cùng là cái điểm bắt mà gì là khi vào điểm đó cổ phiếu nó có thể hồi chữ v luôn nó có thể hồi chữ v thì anh chị nào muốn học cái buổi đó lại thì anh chị có thể tham gia room thì uh, sẽ học được tức là sẽ xem lại được cái buổi đó ok anh chị ha rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh trước khi mà chị ra đi thì anh chị nhớ like và đăng ký kênh để sắp tới khi mà thị trường nó có những cái biến động á, thì em sẽ cập nhật liên tục liên tục liên tục liên tục cho anh chị đó nên là anh chị nhớ like và đăng ký kênh để khi mà em ra video thì em sẽ cập nhật với anh chị thường xuyên ok anh chị ha rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã theo dõi cái video của em ngày hôm nay tham gia trong khách hàng thì cứ liên hệ hai bạn trợ lý rồi xin chào cả nhà và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video kế tiếp của kênh quy đạo official xin chào mọi người